Mày có chắc là nó không? Chắc. Em chắc 100%. Mày mà không chỉ chỗ ở thằng Tú, tao cho mày đi theo ông bà, hiểu chưa? Em sẽ tự mình giải quyết. Thì nên xài luật giang hồ, hoặc là mày sẽ bị cứa cổ, hoặc là nhắn tin thả ngay thằng bạn tao ra. Rồi vô đi. Chào. Xong mỗi vụ có tiền xài, sướng thiệt đó. Chờ xử trong đêm. Ừ. Lại đó, tụi mày đứng lại cho tao. Rồi kìa. Trói nó lại. Mày mà không chỉ chỗ ở thằng Tú, tao cho mày đi theo chầu ông bà, hiểu chưa? Tao không biết thằng Tú đâu cả. Chỗ cứng độc không biết hả? Khai. Tụi em kiếm cả đêm không ra. Thằng này có mục đích rõ ràng, chính là bắt thằng Thắng. Em nghi tụi nó là đàn em của Sáu Sẹo. Do có đứa hôm đó đã nhận ra thằng Thắng, anh cũng nghĩ như vậy. Cho nên sáng nay anh đã cho tụi nó chuyển nhà rồi. Chuyện này là do em, không hề ảnh hưởng gì tới cả nhóm hết. Em sẽ tự mình giải quyết. Mất mạng như chơi. Em sẽ có cách. Nó chỉ xài luật giang hồ thôi, và nói chuyện với hắn theo cách bình thường đâu. Em sẽ gặp theo cách giang hồ mà. Em phải hết sức cẩn thận. Cần cái gì báo cho anh. Dạ, em biết rồi. Anh Sáu nói mình phải canh gác cho cẩn thận đó. Hả? Anh Sáu gì kìa? Tối nay tao ngủ sớm, tụi mày canh chừng chút xíu rồi ngủ luôn đi. Dạ. Ngày mai nhiều việc lắm. Im lặng, là lời tao giết. Bây giờ tôi nói, còn ông sẽ nghe. Chính tôi là người làm vụ giải thoát cho con bé Thúy. Bây giờ tôi có cả nhân chứng và vật chứng để tố cáo ông tội bắt giữ trẻ vị thành niên trái phép. Đó là chơi theo đúng luật pháp. Còn trong trường hợp này thì nên xài luật giang hồ, hoặc là mày sẽ bị cứa cổ, hoặc là nhắn tin thả ngay thằng bạn tao ra. Nhắn theo nội dung tôi đọc. Nhắn xong không bấm gửi, để tôi kiểm tra. Mày làm sai một chút xíu, tao sẽ cắt cổ mày.